Ở ngay cổng vào là có khu vực một số anh em hàng chợ đấy, quý vị ạ. Quý vị đến thì cùng giao lưu. Chào các em. Hàng chợ nhiều đồ quý nha. Cây gì mà lắm đầu nữa anh nhỉ? Anh hôm anh sành. Sành. Anh ơi. Lắm đầu nhỉ? Cây lắm đầu lắm không ạ? Lắm đầu thế chứ. Cái này anh có tiền thì chốt luôn. Chốt thôi anh. Có tiền chốt ngay thật đấy. Anh có tiền thì chốt ngay. Cửu đầu. Cửu đầu. Đồ toàn lắm đồ quý thật anh em. Anh quay qua cái em tí cho xem là có tí đỏ đâu. Đỏ luôn, đỏ nó rồi cái gì nữa, sáng rực kìa gần. Ba chục. Thế rồi. Vui nhỉ. Đúng là gọi là ngày hội. Như hội anh ạ. Cảm ơn anh em 345 đã về Ninh Bình để làm cho Ninh Bình lại thêm vui. Gian hàng chợ sứ quý vị như này, đồ sứ không thiếu luôn, các kích cỡ cho quý vị để trồng cây. Một gian hàng Vion Sai cảm thấy rất xuất sắc. Từ trước giờ Vion Sai đi dự các triển lãm, đây là một gian hàng sứ rất đẹp, nhiều đồ quý quý vị ạ. Nhiều đồ quý cho chúng ta trồng cây. Thực ra chơi cái cảnh không thể thiếu những gian hàng như này được quý vị ạ. Vì lắm lúc mình trồng cây mà thay quý vị, thay những cái chậu nó hợp với cây, nó lên chân kính và lên tiền rất nhiều. Nhiều đồ đẹp quý vị ạ. Một video ngắn thôi, hy vọng là cũng như chia sẻ cho quý vị các bạn phần nào đó về những cái gian hàng chợ có đầy đủ về các cái kéo, cưa, đục, lót cây, đồ để chăm cây, kích rễ, cả dây nhôm, quấn. Các bác các chú thiếu cái gì ra với chỗ công ty Minh Tuấn ở đường vào cảng Ninh Bình để chúng ta chọn đồ. Anh Triệu ơi, cái này được có một cái thôi anh. Đây là một đôi chứ, anh cứ mang cái em, một rồi. Em thích một đôi com lê của nó, một bộ com lê của nó. Là anh có đúng không? À thế ạ. Đấy, đẹp nhỉ. Cái đồ này là xe bán tải lên chở luôn nhá. Là bao tiền này? À? Bao tiền một bộ như này, một đôi một trọng này bao tiền? Cái nguyên cái này là 20, còn cái dưới này là 7 triệu. Và gọi 27 triệu. Gia Lộc 200 là còn 268 đúng không? Đúng rồi. Đấy quý vị ạ. Cảm ơn anh đã chia sẻ nhá. Ok. Và em chia sẻ một chút tí. Hello Trương Phạm nhá. Đấy, chủ nhân là nghệ nhân đang ngồi kìa. Làm thôi, ngồi nghỉ vậy thì hết ngày à? Anh à. Đang trầm ngâm chi tư. Vào tí để xem anh em có cái gì hay. Anh Tuấn mua được cái gì chưa anh Tuấn? Anh Tuấn đã cây sung đẹp chưa? Cây sung. Quá đẹp. Nhờ, cái sung này chơi ở cửa nhà chấm hết luôn. Quả đẹp. Dáng đẹp anh ạ. Dáng đẹp chưa? Thật sự luôn, nếu có không gian anh ạ, để những cây sung này rất đẹp. Đẹp anh nhờ. Không, cứ chơi này có quả được rồi anh ạ. Quan trọng nhất mình có chỗ để anh Tuấn ạ. Đúng không? Nó phải là có chỗ kê, chỗ để của nó. Đẹp lắm. Cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi một chút về gian hàng chợ nha.